thú ác luôn. Tại vì hắn là nhiều. Không còn một cái nó chờ tập trung kéo cái kia. Kéo cái này lại nè. Bởi mình lây quá là mình cũng sợ. Lây quá là biết mà. Bởi ông mẹ ông nói đó. Chị mới nói hôm qua lâu lâu rồi mà lây được cái đổ được cái nước vàng. Nó vừa nói xong. Tôi nhắn mà về đi. Bà vô à? Gió này. Chỉ cần em úp cái em cho cái quạt một chốc dưới đất xí là được rồi. Hay là xin nghe. Hậu vệ sinh nhà chưa? Để còn đặt đồ về nữa chứ. Trời cũng đẹp lại. Béo gì? Này ốm quá. Em nuôi cục ra mà ăn bé nuôi cục nó xin dữ nuôi đều. Em nặng đây nhiều lần rồi phải không em? Nhiều lắm. Chứ răng mà em để mà lâu lâu mới đi lần à? À dạ không, em để em qua em học Sài Gòn. Mà nó ít chỗ. Mấy tháng em đi lần? Hai tháng, ba tháng. Nó đá chứ nè. Muốn đá đá thiệt hả? Bà ngứa rồi cao trên em. Bà cao trên em đúng chị. Thôi đừng cười. Em đang nín thử đi chị. Con bé khách là chị đi con gái ấy. Tại vì sau lớn cho nó làm mụn giống chị á. Em kêu chị ơi, chị hãy nghe rồi mà chị bắt đi làm mụn nữa. Em kêu chị mụn giàu em, cứ kêu giàu ấy chị. Anh Bi ơi, em nghe máy. To lên. Nghe anh Bi. Dạ, ngay bên cạnh ông Thọ anh Bi. À, bữa trước em nói hắn là mùa hè thì mang cái mùa mát ra chỉ cái nữa đó anh kêu hai lớp là mát rồi. Ừ thôi anh đi mua loại vải á, vải cho mát chứ. Dạ chứ đừng mua đồ đó nóng anh ạ, vì đồ nó là lạnh. Không thì anh mua cái loại một lớp cũng được. Có không đồ như mình đó anh, nhưng mà một lớp thì mỏng mát hơn á. Em mua vải thì anh mua chỗ khác đi. Nếu mà anh mua vải thì anh ra ngoài anh mua hơn. Dạ anh đi ra shop nhiều mà, shop Phan Thanh đồ bán đầy. Dạ dạ hên chưa, hồi nữa là mua combo luôn bộ luôn không đi toàn nữa, không nghĩ thì thôi nữa. Thôi chị không đừng có mua. Cái vải. Chờ phục mệnh.
thì như bà trao. Tại rồi mùng nhiều cặp mụn lì mỏi gì hả? Chưa. Vì hỏi em nó mày xong. Ngày nay cũng ế. Ngày nay hôm qua còn được, hôm qua còn đỡ. Bữa nay chuyển khoản đâu mắc phí gì đâu đúng không hả? Ngoài YouTube thì càng ngày càng khó rồi. Chưa đâu.
con sương mù như thế chị còn đè không cảm xúc không cảm xúc cái là máu phịch ra liền. Còn coi nè lì chứ cho chị ít bông đi. Cái đi mà mình có cái gì đó mà quay trực tiếp cho khách có xem luôn, xem mặt họ luôn đẹp đi. Thay đổi công nghệ đi mà. Người thấy họ sáng cha họ gớm nhưng mà nhiều người coi xong lại ghiền luôn.